Một phôi gỗ lưu hương cực kỳ là đẹp mắt và giá trị đỉnh cao bậc nhất hiện tại, kèm với đôi bàn tay rất là khéo léo của nghệ nhân nổi tiếng tại tượng gỗ Sưởng Nguyễn Hồng, làng nghề nổi tiếng Đông Giao chúng em chế tác, đã làm lên một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời để ngày hôm nay em gái có thể là đứng trong video để mang đến và giới thiệu cho anh chị và các bác nhà mình cùng được chiêm ngưỡng cũng như là thưởng lãm, phải không ạ? Đúng như cái tên gọi là Tuấn Mã bước đi trên đồi thảo nguyên, thì với dáng thế của chú ngựa lần này đục cũng rất là thong dong và thư thái, không bị gấp gáp cũng như là gò bó như là những cái sản phẩm Nhất Mã Phi Thiên, phải không ạ? Tác phẩm Tuấn Mã bước đi trên đồi thảo nguyên của bên em được chế tác trên một phôi lưu hương vô cùng giá trị, được bên em tuyển chọn rất là kỹ càng về mặt phôi gỗ, cho nên là anh chị cứ yên tâm về chất lượng cũng như là đường lối đục cho sản phẩm. Tác phẩm với tổng chiều cao lên đến 45, chiều ngang cũng là 45 và chiều sâu là 40. Đây là một sản phẩm gần như là liền lạc luôn anh chị nhà mình ạ. Đó, và độ liền thì lên đến 100% luôn anh chị nhé. Các bác có thể là ngắm nhìn tứ diện giúp em này, một phôi gỗ lưu hương to đẹp và giá trị này thì chắc chắn trên thị trường với mức giá vài chục triệu đồng là cái điều rất là bình thường, phải không ạ? Nhưng mà quý anh chị và các bác nhà mình thật sự là thiện chí mong muốn sở hữu sản phẩm, em sẽ để một mức giá vô cùng là yêu thương. Và ngay bây giờ thì cùng hướng sát máy quay lại gần với bên em và thưởng lãm cùng với em những cái chất lưu chân hồng rất là dày dặn trong phôi gỗ, được không ạ? Vâng, và anh chị có thể ngắm nhìn giúp em nhé. Rất là khác so với những cái phôi lưu hương thông thường, thì đây là những cái phần phôi lưu hương rất là già, ăn sâu vào trong cái phần phôi gỗ này. Từng cái thớ gỗ rất là mịn màng và rất là đẹp, phô ra được cái chất vân cho sản phẩm. Và kèm với đó chính là những cái mắt nu, những cái đốm lưu chân hồng vô cùng là giá trị. Đấy, không chỉ là mang cái tính giá trị nghệ thuật cao mà còn mang những cái giá trị tinh thần này. Đó, để mãi trường tồn với anh chị nhà mình khi mà anh chị sở hữu được những cái sản phẩm được chế tác trên cái dòng chất liệu gỗ quý hiếm bậc nhất như này, phải không ạ? Và thần thái của chú Nhất Mã ngày hôm nay thì cũng vô cùng là đẹp và đục rất là tơ anh chị nhá. Từ cái phần lông bờm, lông đuôi này, đấy anh chị có thể ngắm nhìn này, cương này, đục như là thật luôn, phải không ạ? Dáng thế thì rất là thong dong và tự tại. Với sản phẩm Tuấn Mã bước đi trên đồi thảo nguyên sẽ mang đến mọi cái điều hanh thông và may mắn cho anh chị nhà mình, cũng thể hiện một cuộc sống được an nhàn hơn sau khi đã hoàn thái được những cái thành công và những cái thành tựu nhất định trong công việc cũng như là trong học tập, phải không ạ? Và với một sản phẩm Tuấn Mã thì chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều tài lộc cho anh chị, giúp cho công việc của anh chị được hanh thông thuận lợi hơn, tránh bị kẻ tiểu nhân quấy phá trong công việc kinh doanh làm ăn, ký kết hợp đồng. Vâng, và cái điểm đặc biệt tiếp theo ở cái sản phẩm này đó chính là cái phôi gỗ được bên em tuyển chọn rất là già luôn anh chị nhé. Đó, lần này thì em lựa gỗ cũng rất là kỹ luôn rồi. Đây anh chị có thể ngắm nhìn giúp em này, bên dưới là một cái phiến gỗ mà nó liền lạc hết luôn anh chị ạ. Thân mình của chú ngựa này cũng là liền với cả cái phôi gỗ luôn. Anh chị và các bác nhà mình yên tâm, phải không ạ? Phôi gỗ rất là to và rất là lạc luôn. Hiện tại thì tác phẩm em mới hoàn thiện xong trong buổi sáng ngày hôm nay, cho nên là em cũng chưa tiện báo giá trên video cho anh chị và các bác nhà mình. Và nếu như anh chị thật sự là thiện chí mong muốn sở hữu sản phẩm thì cứ comment dấu chấm hoặc là inbox hỏi giá giúp em ở bên dưới phần bình luận, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với chúng em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được sở hữu sản phẩm ngày hôm nay ạ.